Chào mọi người, hôm nay mình sẽ quay video clip về hành trình đi lên rừng chơi của anh em tôi. Mời các bạn cùng đón xem nhé. Ấy dồi. Wow. Wow. Khó khăn gian khổ quá. Đây ơi. Dạ. Ấy hả, play hả? Wow. Và đây là lần đầu tiên mình đi khu rừng này nên mình cảm giác rất là thú vị các bạn ạ. Như các bạn đã thấy thì ở đây rừng đây rất là hoang vu. Đấy, có rất nhiều loại cây mà mình chưa bây giờ được nhìn thấy luôn. Và đây là mọi người đang chuẩn bị bữa trưa nè. Thì đoán ra là hơi cực lạnh, tìm kiếm trong rừng thôi nên là bữa trưa rất là đạm bạc này. Chưa phải play với hẳn ứ. Em bắt plong mà trên mạng bên hả? Wow, có một cái xíu. Khổ ả lạ. Khổ ả lạ. Nhìn rổ cái khổ. Trong khi chuẩn bị bữa trưa thì tôi và thằng nhỏ này đã đi xuống suối này chơi, đã xem khám phá xem là trong này có cái gì thú vị không nhá. Mời người đoàn xem nhá. Ở đây thì có rất nhiều đá nó trong trên cao nên là đường rất khó đi.